Học tiếng Anh rèn cái giờ. Ok, mẹo để nhớ cách đọc giờ siêu dễ ở trên tiếng Anh. Get go. Cách thứ nhất vô cùng đơn giản. Giờ trước, phút sau. Đọc như số đếm. Ví dụ 8:10, 8:10, 10:15, 10:15, 9:30, 9:30. Cách thứ hai đó là phút trước và giờ sau. Chúng ta chia làm hai loại. Loại thứ nhất đó là phút hơn cộng với past và cộng với giờ. Ok, hay lấy ví dụ thì mình nói là 9:10 thì mình sẽ nói là 10:09, hiểu là 10 phút qua 9 giờ. Ok, hay là 8:20 thì mình sẽ nói là 20:08, 20 phút qua 8 giờ. Tiếp theo đó là giờ kém. Ví dụ Thanh có 9:55, tức là 10:05. Ok, thì chúng ta sẽ có phút kém là 5, đúng không? 2:10. Ok, hiểu là 5 phút nữa thì đến 10 giờ. 5:10. Ok, rồi hay là mình có 11:35. Ok, tức là 12:25, đúng không? Phút kém 25:12, đúng không? 25 phút nữa thì đến 12 giờ. Ok, rất dễ nhớ đúng không ạ? Rồi, riêng cách thứ hai thì lưu ý cho Thanh, mình có từ 15 phút thì chúng ta sẽ có từ quarter. Ok, ví dụ như là 9:15 thì chúng ta sẽ đọc là quarter past 9. Ok, quarter past 9. Hoặc là 10:45, đúng không ạ? Tức là 11:15 đúng không? Thì là quarter to 11, tức là 15 phút nữa thì đến 11 giờ. Ok, rồi và lưu ý, ví dụ mình có 8:30 thì mình sẽ dùng từ half. Ok, half past 8, 10:30, half past 10. Ok, nhớ cụm từ cho Thanh đó là rưỡi thì chúng ta dùng half past cộng với giờ nhá. Ok, và lưu ý cái quarter và cái từ half chỉ dùng cho cách số 2 thôi nhá. See ya.